lạy mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, xin mẹ từ bi cứu độ chúng con. Đêm nay ngoài kia gió mưa bão bùng, thế gian quằn quại khổ đau điêu linh. Lạy mẹ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, đoái nhìn lời con khấn cầu thiết tha. Tình mẹ nguồn vui cao quý vô vàn, quý sinh lạy mẹ chứng cho đời con. Nhân Trần, Thảo Sương xin thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Van Houston 55.2. Kính thưa quý vị, Nhân Trần và Thảo Sương đang hiện diện tại khuôn viên của Chùa Việt Nam, tòa lạc tại 10.002 đường Sinat thuộc miền Tây Nam của thành phố Houston. Ngày hôm nay, Nhân Trần và Thảo Sương hân hạnh được truyền hình gửi đến cho quý vị một chương trình lễ hội quan âm và cầu nguyện được diễn ra ngay tại khuôn viên của Chùa Việt Nam này, nằm trên một khu đất rộng hơn 12 mẫu. Chùa Việt Nam đã được thành lập từ năm 1990, nói đến nay thì đã hơn 23 năm. Và ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một vài hình ảnh sống động nói về buổi lễ hội quan âm cũng như là buổi lễ cầu nguyện như thế nào. Thưa quý vị, ngôi chùa Việt Nam không những được biết đến bởi đồng bào Việt Nam tại Houston mà đã đi vào lòng Phật tử khắp mười phương trên thế giới. Điển hình hôm nay quý vị sẽ có cơ hội họp mặt và tham quan buổi lễ hành hương cùng với hàng ngàn quý Phật tử khắp thế giới về đây. Kính thưa quý vị, Nhân Trần và Thảo Sương cũng đã thấy ban tổ chức đã bắt đầu chương trình rồi. Thôi thì bây giờ Nhân Trần và Thảo Sương xin mời quý vị cùng Nhân Trần theo dõi những hình ảnh sống động của buổi lễ hội quan âm và cầu nguyện ngay từ bây giờ. Dưới tòa sen vàng
con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiệu viên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao đời qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm trái tim sáng ngời, cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lộ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rơi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Nếu quý vị nhìn ngay sau lưng của nhân đây là tượng Phật Bà Quan Âm, thì tấu tượng này đã được khắc và đã dựng lên ngay cái ngôi chùa này từ năm 2000, và nếu nói tới ngay thì đây là năm 2013, có nghĩa là đã 13 lần mà tất cả quý Phật tử đã được về đây từ mười phương để chiêm ngưỡng không những cái nét đẹp của Phật Bà Quan Âm, mà cũng một điều mới thật là may mắn cho cộng đồng người Việt của chúng ta nói chung, cũng như là cộng đồng người Việt Phật tử nói riêng, là tượng Phật Bà Quan Âm này đã được thành phố Houston công nhận là một trong những kỳ quan thứ 7 nổi tiếng tại thành phố Houston này. Thực sự mà nói, đây là một sự niềm hãnh diện lớn lao của người Việt cộng đồng của chúng ta, vì tất cả các Phật tử lấy đây là một niềm hãnh diện để cùng chúng ta về đây hàng năm, để cùng tâm nguyện gửi lòng mình về cho Phật Bà Quan Âm. Ngày hôm nay Nhân Trần cũng như là toàn thể nhân viên của đài truyền hình VTV rất hân hạnh được gửi đến cho quý vị những hình ảnh sống động này. Giờ này Nhân Trần xin mời quý vị cùng Nhân Trần để đi sâu vào buổi lễ hành hương cũng như là buổi lễ cầu nguyện do Chùa Việt Nam tổ chức. Đấng Pháp Vương vô thượng, ta gọi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài, quy nghi trong một niềm dứt Phật nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tan tháng ức kiếp không cùng tận. Hôm nay ngày 29 tháng 3 năm 2013, đệ tử chúng con tăng ni cùng thiền nam tín nữ quê ở tại Già Lam thánh địa trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam, cùng đội Phật điện nghe thiệt lễ khai mạc lễ hội Quan Âm ngày hành hương và cầu nguyện lần thứ 13. Chúng con một gia chỉ thành ngưỡng cầu tam bảo trong mười phương, đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đức đại từ bi phù. Nam mô đại từ đại bi tầm thân cứu khổ cứu nạn, linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn đại lão hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni. Chúng con giờ phút này xin được thay mặt ban tổ chức lễ hội Quan Âm ngày hành hương và cầu nguyện năm 2013 xin dâng lời